Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào em tên là gì? Dạ em tên là Khánh. Khánh? Dạ. Khánh năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 27 tuổi. 20? Ngắt kỳ vậy? Em 27 tuổi. Dạ. Trời ơi quá trẻ. Dạ dạo này em bớt trẻ rồi chứ hồi trẻ em trẻ lắm. Hay. Ơi giờ là em đang làm gì? Khánh đang làm gì? Dạ em làm nhân viên văn phòng. Rồi xin mời chàng trai của chúng ta xuất hiện. Mời ngồi. Dạ cảm ơn. Trời anh này giống tôi cách đây mấy năm quá trời. Bạn tên là gì? Em tên Đình Quý anh. Đình Quý. Dạ. Bao nhiêu tuổi? Em 32 tuổi. 32 tuổi. Đang làm nghề gì Quý? Em nhân viên bán hàng của hãng xe Toyota. Này giỏi à. Thành ra là tôi nghĩ rằng là hôm nay bạn sẽ có nhiều cái thuận lợi trong cái việc thuyết phục cô gái bạn của bạn sắp tới. Thực ra thì thường thường là thuyết phục khách hàng thì nó quen, còn để yêu mà thuyết phục thì hơi khó. Em tự giới thiệu về bản thân mình luôn đi, về tính cách của em. Dạ em thì em hay thích giỡn, em vui tính, nhưng mà có em cũng lớn cho nên có những cái em suy nghĩ cũng thuộc lớn cho nên em cũng khó tìm người. Em ví dụ cụ thể cho chị. Dạ. Ví dụ như quen người này mà sau này thế kia thế nọ chắc không quen được đâu, nhưng chắc thôi. Dạ, các em không quen. Có nghĩa là mới bắt đầu vô là mình đã lo nghĩ cái tương lai nó như thế nào rồi. Dạ. Vậy thì hôm nay trước khi em đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này, em nghĩ ngày hôm nay em sẽ được cái gì? Và mất cái gì? Dạ, mất cái gì thì em không biết, chứ là chắc em được cái nồi cơm điện. Cho nên chắc cũng được. Sâu xa lắm. Được cái nồi cơm điện có nghĩa là đã được bạn trai rồi mới được nồi cơm điện. Dạ đúng rồi. Chứ còn nếu không có được bạn trai thì chỉ được chú gấu bông thôi. À. Tôi thấy rằng bạn bên kia hơi bị lanh đấy. Bạn thấy cảm nhận sao? Bạn đó cũng vui tính. Vui tính không? Dạ. Bạn thích mẫu người như vậy không? Cũng thích, em cũng vui tính. Em cũng vui tính. Nhưng mà quen rồi mới hay nói chuyện vui được, chứ còn bình thường mới gặp thì cũng ít nói. Ưu điểm của bạn? Nhiệt tình với bạn bè. Rồi còn gì nữa? Chắc có vậy thôi. Rồi khuyết điểm? Chắc cũng thỉnh thoảng cũng hay nhậu, nhậu hay nói nhiều. Bạn trai của mình nhậu em đồng ý không? Dạ được, không sao. Không sao phải không? Dạ. Sở thích của em là gì nữa? Em thích nấu ăn, rồi đi chơi với bạn bè. Khuyết điểm của em? Dạ cái này thì nhiều, em kể được nhiều. Rồi em kể đi. Bên kia nghe nha, khuyết điểm nè. Dạ em rất là hay quên. Thích những cái sở thích ví dụ như hơi bạo lực một chút. Trời ơi. Ví dụ giống như bạn bè mà em cảm giác thân rồi, lâu lâu em ngồi mà thấy em im lặng là em đang suy nghĩ, tự nhiên em muốn cắn. Dạ. Em biết giống như là nít mà người ta nói em bị ngứa răng vậy á. Ví dụ như giờ em thấy cái tay chị vậy đó, em cũng thích. Không, đừng thích tay chị, thích tay anh Nguyễn Linh đi. Bên đây cũng nổi da gà hết trơn rồi nè. Trời ơi, trời. Còn một số thứ khác thì nếu mà thân hơn thì em sẽ lòi da phải không? Dạ, mới lòi ra được. Trời ơi. Bây giờ lòi nhiều quá, sợ bên kia sợ. Rồi em muốn người bạn trai của mình là người như thế nào? Dạ, ba em á có nói là sau này mà quen bạn nào á thì công ăn việc làm ổn định, với lại phải là một người tử tế. Mà tính tình sao mà về ngồi nói chuyện được với ba em á. Vậy ba em là người như thế nào? Dạ nhưng mà nói chuyện được với ba em thì sợ hơi khó nói chuyện với em. Ủa là sao? Thì khó quá vậy trời. Cô này cũng rắc rối lắm nè. Dạ tại vì em với ba em tính tình nói chuyện cũng không hợp nhau mấy. Rồi bây giờ cuối cùng là em muốn là nói chuyện được với ba em hay là nói chuyện được với em? Dạ vậy bởi vậy em muốn một người già nhưng mà trẻ. Thế hồi nãy giờ bạn nghe đó yêu cầu vậy bạn nhóm chịu nổi không? Em nghe em thấy là muốn mà vượt qua cái giai đoạn đó là chắc phải là bản lĩnh lắm. Nhưng bạn cảm giác mình phải là một người bản lĩnh không? Nhưng em thì em cũng khá là mạo hiểm. Mạo hiểm? Hy vọng có cơ hội để mà thử sức mình. Em có chịu đựng nổi những cái cú ngứa răng của bên này không? Dạ chắc không phải thử mới biết chị ơi. Em có yêu cầu gì về bạn nữ của mình không? Công việc ổn định, tính tình vui vẻ, hòa đồng, biết giao tiếp với mọi người. Dữ gì vậy, sợ không? Thật ra thì con gái mà có dữ chút một chút vẫn hay. Vẫn hay đúng không? Dạ. Chứ còn hiền quá thì thường thường em cũng không có thích lắm. Không thích hiền?
Hồi đó thì tôi mới thấy người không thích thiền á. Trước khi chị qua bển, chị coi mắt cái mặt cái anh bên kia. Bây giờ chị hỏi em, bây giờ được hết trơn mà giờ nói chuyện với ba em không được rồi làm sao? Giờ ba em khó chịu cỡ nào, em nói sơ về ba em á chị nghe coi. Dạ không, ba em thì không có khó chịu, nhưng mà ba em là giáo viên, cho nên ba em nói chuyện giống như trẻ bây giờ họ hay, ba em hay nói dùng từ lắc sắc hay là sao. Ba em thích người điềm đạm này nọ. Dạ. Thì cũng đâu có đến nỗi gì đâu mà em làm chị căng thẳng gì rồi. Vậy em sao? Tính tình em hơi trẻ con một chút, cho nên đôi khi em hay nói giỡn với ba em cũng thích. Có nghĩa là giờ mà bạn trai mà vừa ý em là ba em cũng không thích luôn? Dạ vừa ý em là được rồi. Vậy phải không? Có nghĩa là ba em dẹp qua một bên? Dạ không có dẹp, nhưng mà giờ cũng ế rồi nên chắc cũng được. Thế nhưng là em là ưu tiên một, còn ba em là ưu tiên hai thôi. Dạ, đúng không? Rồi. Rồi vậy thì để chị hiểu cái ý tưởng của em chứ bây giờ em khó quá. Dạ chị. Trời ơi, em không chịu là chị chịu luôn. Ba chị dễ lắm. Câu gì được rồi. Thế mà nói chuyện được với chị là nói chuyện được với ba chị à? Dạ. Mà nhiều khi em không cần nói với ổng luôn, chị chịu là được rồi. Dạ. Chị thấy được lắm luôn rồi đó nha. Ngồi bên đây hơi khó em, nhưng mà dạ. Thấy sao không? Ta đẹp, ta có quyền. Dễ thương lắm. Dạ. Nha, ráng nha. Nửa già, nửa trẻ. Em thì nhìn mặt em cũng hơi già, nhưng mà tính cũng hơi trẻ. Nhau em già, chị thấy em cũng xứng với chị đó. Trời ơi, nhanh tay lên chị nha cô. Nhanh lên chứ không là tôi hốt luôn à. Cô tôi không nói gì trời. Đời xưa đến giờ tôi chưa thấy ai bà mai đi là mai người ta, xong rồi cua người ta luôn. Chỉ có cắt tường thôi, trời ơi là trời. Để tôi xem coi. Chào em. Em cao mét mấy? Dạ mét 55. Rất là xinh. Dạ. Ha, anh hỏi câu đó để anh qua để bớt báo với bạn này. Ha. Tôi thành sao anh? Cao mét 55. Bạn còn mét 90 đúng không? Mét 7, mét 76 anh. Em chắc cao rồi nha. Rồi, vậy thôi, chỉ có một cái khuyết điểm nhỏ nhỏ là cao mét 55 thôi. Dạ. Còn cái gì cũng được hết trơn á, dạ. Tùy bạn. Ha. Chị Tường cao mét 6. Đừng có chọn Cát Tường nha. Cát Tường để cho anh. Bây giờ chúng ta hãy cho hai bạn trẻ gặp nhau để coi các bạn ấy có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Để tôi coi tôi có còn cơ hội hay không. Kéo mặt lên. Không có cơ hội đâu. Rồi. Mời bạn. Trời ơi, không chịu nổi. Chào anh. Anh tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Em tên Khánh à? Dạ. Anh tên Quý. Dạ. Anh làm ở... Anh làm bên hãng xe Toyota. Sao anh không tặng Toyota cho em, không tặng bông? Anh thấy em nói chuyện với anh có sợ không? À, cũng có cảm giác nhưng chưa cũng... Anh nghĩ là... Hơi sợ. Nói chung là anh không có sợ con gái lắm. Dạ. Hy vọng sau cái buổi này thì có cơ hội để mà... Có thể là mời em đi uống nước hoặc đi ăn gì đó. Dạ. Nghe ăn cái em thích quá. Vậy hy vọng một ngày đẹp trời nó đi ăn cùng em ha. Dạ. Hôm nay luôn đi chứ ngày đẹp trời nào nữa trời. Không đẹp em đi cũng được. Trời ơi. Còn gì đâu nói nữa. Thôi hết giờ. Mời các bạn đặt tay ra phía sau thành ghế. Đã tìm thấy cái nút chưa? Và hãy chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm, nếu như chúng ta nhấn nút có nghĩa là chúng ta sẽ đồng ý hẹn hò với nhau và ngược lại. Bây giờ bà tiếng đếm bắt đầu. 1 2 và 3. Hết thời gian. Bạn làm tôi hồi hộp quá à. Làm cái gì mà nhấn nút chậm vậy bạn trai? Chậm hơn hả? Ừ. Dạ.
Tại em nhanh. Hả? Tại bên đây nhanh. Rất là vui khi hai bạn đã hẹn hò với nhau. Chẳng qua lúc đó đó chị nói như vậy là chị thử lòng anh này thôi, hiểu không? Giống như là ma quái xung quanh xuất hiện dụ dỗ này là. Nhưng mà cuối cùng anh ấy vẫn đến với em. Chúc hai bạn thử và bầu thử chứ rủ người ta ok cũng chịu luôn à. Anh lấn này cái gì mà chắc thôi. Sáng chú qua bên kia là cũng mệt. Và chúc mừng hai